Xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp, nhà đầu tư, các nhà chủ trì sự kiện. Xin cảm ơn chị Irina về phần phát biểu của mình và chúng tôi xin được mời thành viên hội đồng quản trị tiếp theo, ông Sola. Xin cảm ơn Irina, cảm ơn Lưu Ba. Tôi sẽ phát biểu bằng tiếng Anh. Xin chào tất cả các bạn. Tôi rất vui lại được ở đây cùng tất cả các bạn. Thật tuyệt vời rằng Irina hiểu điều tôi đang nói, nghĩa là mọi thứ đều ổn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ đôi điều về video mới nhất từ ngài Unisky. Hôm nay tôi một lần nữa lắng nghe rất kỹ và xem cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 12 của ông. Xin các bạn hãy xem, hãy lắng nghe lại nó, vì trong đó ông có trả lời rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi liên tục nhận được từ các bạn. Tôi đã viết ra một số điểm chính cho mình và muốn nhấn mạnh chúng, và như vậy trả lời câu hỏi của các bạn. Câu hỏi về các dự án mục tiêu. Tôi chỉ muốn nhắc lại những gì mà ngài Unisky đã nói trong cuộc phỏng vấn này. Đã có ký kết hợp đồng cho 4 dự án, công ty đã nhận được các khoản tiền cho một số trong số chúng và đã chuẩn bị các nghiên cứu tiền dự án. Tất nhiên có những dự án khác vẫn đang được thực hiện và các nghiên cứu tiền dự án cũng đang được tiếp tục tiến hành. Như chúng ta biết, những gì đã xảy ra trong quá khứ, như tại Ấn Độ, Úc, ngài Unisky đã nói rằng các chi tiết về những thỏa thuận sẽ chỉ được đưa ra khi tới giai đoạn bắt đầu thiết kế. Và tất nhiên, chúng tôi đã ký một thỏa thuận không tiết lộ với một số khách hàng và bản thân khách hàng sẽ thông báo về các thông tin này khi thích hợp. Ngài Unisky đã chỉ có thể thông báo rằng các dự án hiện đặt tại các nước Ả Rập và tại châu Á. Với tư cách Skyward Community, chúng ta sẽ có thể làm gì? Trước tiên, chúng ta có thể giúp Unisky String Technologies trong việc chuẩn bị các dự án mục tiêu, trong việc làm rõ mức độ quy mô ý định của khách hàng tiềm năng và đối tác tiềm năng. Vì lý do này, như các bạn đã biết, tôi cùng ông Vladimir Maslov đã sang Việt Nam công tác và ở đó chúng tôi đã có một số cuộc gặp gỡ quan trọng. Với các đối tác tiềm năng, các cơ quan chính phủ và trường đại học. Như chị Irina Volkova đã nói, Việt Nam đứng đầu về số lượng đầu tư. Cũng như tại nước này có sự quan tâm khổng lồ về việc hợp tác. Có sự quan tâm về các giải pháp vận tải đổi mới trong xây dựng các đô thị tuyến tính. Chúng tôi cũng đã gặp những người quan tâm đến việc sản xuất và phân phối mùn như Evgeny Kudryashov đã nói. Tôi nghĩ rằng đồng nghiệp của tôi, ông Vladimir Maslov sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về chuyến đi tới Việt Nam, nên tôi muốn quay trở lại bài phỏng vấn với ngài Unisky, vì chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về tình hình UAE, về các dự án, về các thời hạn chi trả cổ tức. Tôi xin được tổng hợp thông tin từ bài phỏng vấn về vấn đề này. Như ngài Unisky đã nói, các đặt hàng cho một số dự án đã được thực hiện tại Unisky String Technologies. 3 công ty mới đã được thành lập, một trong số đó liên quan đến tiếp thị và bán hàng quốc tế, và 3 công ty này sẽ được kiểm toán.
Trong bài phỏng vấn này, ngài Unisky cũng đã nói rằng cổ tức sẽ được chi trả không phải từ Unisky String Technologies mà từ công ty khác. Tôi cũng xin được nói đôi lời về việc xây dựng dự án tại Dubai về tuyến đường 15 km. Trong năm 2019, Unisky String Technologies đã ký kết một hợp đồng với cơ quan quản lý vận tải Dubai. Như các bạn thấy, có một sự quan tâm rất lớn đến các dự án giao thông ở Dubai. Đã có đấu thầu và ở đó đã có 4 trong số 30 công ty vượt qua được. Như tôi đã nói, trong cuộc đấu thầu có sự tham gia của 30 công ty, nhưng chỉ có 4 đơn vị nhận được đặt hàng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang đứng đầu về chất lượng và các chỉ tiêu khác. Các bạn biết đấy, khi mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp thì luôn có xu hướng phức tạp xuất hiện. Và những phức tạp liên quan đến sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Họ muốn xây dựng tuyến đường bằng chi phí riêng của họ để Dubai sẽ trả lại tiền cho họ khi kết thúc dự án. Chúng tôi đã thảo luận với ngài Unisky về tình hình này tại Dubai một tháng trước. Và ông đã nói rằng như vậy nghĩa là các đối thủ cạnh tranh của chúng ta có thể chiến thắng không phải vì họ có công nghệ tốt hơn, mà vì họ có hệ thống tài chính tốt hơn. Nhưng chúng ta đang làm việc về điều này. Đó là điều quan trọng cần biết được. Tôi đã nghe lại cuộc phỏng vấn này và ngài Unisky đã nói rằng năm vừa qua rất khó khăn, có nhiều lần bị đình trệ, nhiều lần chậm tiến độ, nhưng đồng thời công ty vẫn tiến lên và các dự án hàng triệu đô la đã được ký kết. Công ty đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Nga, vì bộ phận thiết kế dự án đang được thực hiện hoạt động thiết kế các tòa nhà và các cấu trúc khác nhau, và công ty đã được trả tiền cho các công việc ấy. Ví dụ đã có một dự án lớn, một đơn đặt hàng từ Liên bang Nga được thực hiện bởi Unisky String Technologies, đó là việc phát triển mẫu xe thân thiện môi trường. Và tất nhiên UST đã thực hiện đơn hàng này với chất lượng rất cao cho công ty đặt hàng dự án đó. Ngài Unisky đã nói rằng những chuyên gia đang làm việc tại UST, họ phải làm việc, thực hành, trau dồi kỹ năng này. Họ không thể ngồi không, chẳng làm gì, vì đó là các chuyên gia đẳng cấp rất cao, các kỹ sư trình độ rất cao. Và tất nhiên, ngài Unisky đã nói về việc ông cho rằng các nhà đầu tư không thể cấp vốn 100% cho toàn bộ hoạt động của công ty được. Và ông đã nói rằng giữa tất cả các sự điên rồ này, đại dịch và mọi thứ đang xảy ra trên thế giới, điều quan trọng nhất là công ty tồn tại và phát triển. Một trong những thành tựu chính đó là chúng ta đã nhận được chứng nhận toàn diện. Vâng, đó là một năm thật khó khăn. Tháng trước chúng tôi đã thảo luận rất nhiều điều với ngài Unisky. Chúng tôi đã thảo luận nhiều kế hoạch tương lai và như chị Irina Volkova đã nói, rất đúng rằng những gì chúng ta đã làm được tới nay đó là sự rèn luyện và chúng ta đang chờ đón những công việc to lớn trong tương lai. Kết lại, tôi xin trích lại lời của ông Unisky, điều mà ông đã nói trong cuộc phỏng vấn của mình. Những lời này liên quan tới năm nay vì cuộc phỏng vấn được tiến hành vào ngày 29 tháng 12. Tôi nghĩ rằng năm tới sẽ là năm tuyệt vời nhất trong đời chúng ta.
Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn. Tôi xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và xin được chuyển lời cho diễn giả tiếp theo, ông Vladimir Maslov.